Các bạn đã bao giờ bị đau miệng mà mãi không khỏi chưa? Đó là một cảm giác rất khó chịu phải không? Những cơn đau này có thể làm bạn mất tập trung và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là bị nhiệt miệng đấy. Nhiệt miệng, hay còn gọi là loét miệng, là những vết loét nhỏ nhưng rất đau đớn xuất hiện trong miệng. Chúng là những vết loét nhỏ, nông xuất hiện bên trong miệng, trên lưỡi hoặc thậm chí là trên nửa. Những vết loét này có thể có màu trắng hoặc vàng và thường được bao quanh bởi một vùng đỏ và viêm. Nhiệt miệng là một vấn đề phổ biến. Theo thống kê, có đến 20% dân số thế giới từng bị nhiệt miệng ít nhất một lần trong đời. Hầu như ai trong chúng ta cũng bị nhiệt miệng vào một lúc nào đó trong đời. Từ trẻ em đến người lớn tuổi, không ai là ngoại lệ. Mặc dù chúng có thể gây đau đớn, nhưng nhiệt miệng thường vô hại và tự khỏi trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Tuy nhiên, trong thời gian này, chúng có thể gây ra nhiều phiền toái và khó chịu. Nhiệt miệng có thể khiến bạn khó ăn uống, thậm chí là khó nói. Nhưng đừng lo lắng, có nhiều cách để giảm đau và giúp vết loét nhanh lành hơn. Có rất nhiều cách để làm dịu cơn đau và đẩy nhanh quá trình chữa lành. Bạn có thể sử dụng nước súc miệng, các loại gel bôi miệng hoặc thậm chí là các biện pháp tự nhiên tại nhà. Trong video này, mình sẽ chia sẻ một số biện pháp khắc phục đơn giản và hiệu quả để điều trị nhiệt miệng một cách nhanh chóng và an toàn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp từ việc sử dụng các sản phẩm có sẵn trên thị trường đến những mẹo nhỏ mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng bắt đầu nhé! Tại sao chúng ta lại bị nhiệt miệng khó chịu này? Những vết loét nhỏ nhưng đau đớn này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra nhiều phiền toái. Chà, không phải lúc nào cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Thực tế, có rất nhiều yếu tố có thể góp phần vào việc hình thành nhiệt miệng. Đôi khi, chúng xuất hiện khi bạn vô tình cấn vào má hoặc lưỡi. Những vết thương nhỏ này có thể trở thành nhiệt miệng nếu không được chăm sóc đúng cách. Căng thẳng cũng có thể là thủ phạm, cũng như một số loại thực phẩm như đồ cay hoặc chua. Khi bạn căng thẳng, hệ miễn dịch của bạn có thể bị suy yếu, làm cho cơ thể dễ bị tổn thương hơn. Ngay cả việc thiếu hụt vitamin như vitamin B12 hoặc sắt cũng có thể dẫn đến nhiệt miệng. Vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của niêm mạc miệng. Và đôi khi, chúng là tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Một số loại thuốc có thể làm khô miệng hoặc gây ra các phản ứng phụ khác dẫn đến nhiệt miệng. Nếu bạn dễ bị nhiệt miệng, bạn nên chú ý đến những gì gây ra chúng. Việc nhận biết các yếu tố kích thích có thể giúp bạn phòng tránh và giảm thiểu tần suất xuất hiện của chúng. Ghi nhật ký về chế độ ăn uống và mức độ căng thẳng của bạn có thể giúp bạn xác định các kiểu và nguyên nhân tiềm ẩn. Bằng cách theo dõi những gì bạn ăn và mức độ căng thẳng hàng ngày, bạn có thể tìm ra mối liên hệ giữa chúng và nhiệt miệng. Để phòng ngừa nhiệt miệng, hãy đảm bảo bạn uống đủ nước, ăn uống cân đối và thực hành các kỹ thuật thư giãn để giảm căng thẳng. Những biện pháp này không chỉ giúp bạn tránh được nhiệt miệng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Nếu nhiệt miệng của bạn kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, hãy thăm khám bác sĩ hoặc nha sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Họ có thể giúp bạn xác định nguyên nhân cụ thể và đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp. Cuối cùng, việc chăm sóc sức khỏe miệng và cơ thể một cách toàn diện sẽ giúp bạn tránh được những phiền toái do nhiệt miệng gây ra để bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Bây giờ hãy nói về cách giảm đau. Khi bị nhiệt miệng, điều đầu tiên bạn muốn là giảm đau. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để làm điều này là súc miệng bằng nước muối. Chỉ cần pha một thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm và ngâm trong miệng khoảng 1 hoặc 2 phút, thực hiện nhiều lần trong ngày. Nước muối giúp làm sạch vết loét, giảm viêm và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Một cách chữa trị nhanh khác là đập hỗn hợp baking soda và nước lên vết loét. Baking soda trung hòa axit trong miệng có thể gây kích ứng vết loét và trì hoãn quá trình lành vết thương. Để hỗn hợp trên vết loét trong vài phút trước khi súc miệng lại bằng nước. Thiên nhiên cung cấp rất nhiều phương thuốc cho các loại bệnh thông thường, bao gồm cả nhiệt miệng. Một trong những cách chữa trị tự nhiên yêu thích của tôi là dầu dừa. Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, có thể giúp làm dịu và chữa lành vết loét miệng. Chỉ cần thỏa một lượng nhỏ dầu dừa nguyên chất lên vùng bị ảnh hưởng nhiều lần trong ngày. Một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời khác là mật ong. Mật ong được biết đến với đặc tính chữa lành vết thương và có thể giúp giảm đau và viêm nhiễm liên quan đến nhiệt miệng. Thỏa một lượng nhỏ mật ong nguyên chất lên vết loét và để càng lâu càng tốt. Phần 5. Kẻ thù của miệng. Những thực phẩm nên tránh khi bị nhiệt miệng. Trong khi một số loại thực phẩm có thể giúp chữa lành vết loét miệng, thì một số loại khác có thể khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ,
Thức ăn cay có thể gây kích ứng vết loét và làm tăng cơn đau. Trái cây và nước ép có tính axit như cam và cà chua cũng có thể làm trầm trọng thêm vết loét. Tốt nhất bạn nên tránh những loại thực phẩm này cho đến khi vết loét lành hẳn. Thay vào đó, hãy ăn những thức ăn nhất, mềm, dễ nuốt như sữa chữa, rau củ luộc và súp. Phần 6. Khi nào nên đi khám bác sĩ? Hầu hết các vết loét miệng đều vô hại và tự khỏi trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc đi khám là rất cần thiết. Nếu vết loét miệng của bạn tờ bất thường, kéo dài hơn 2 tuần hoặc kèm theo các triệu chứng khác như sốt, sưng hạch hoặc khó nuốt, hãy đến gặp bác sĩ hoặc nha sĩ ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn cần được điều trị y tế. Phần 7 kinh nghiệm của một người bạn, cuộc chiến chống lại nhiệt miệng của bạn tôi. Đây là một câu chuyện về sự kiên trì và tìm ra giải pháp trong những lúc khó khăn nhất. Tôi nhớ một người bạn của tôi, cũng là một diễn viên, đã phải vật lộn với một vết loét miệng đặc biệt đau đớn. Anh ấy đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi không thể ăn uống bình thường và mỗi lần nói chuyện đều là một cục hình. Anh ấy gần như không thể ăn hoặc nói chuyện. Điều này thật là một thảm họa khi anh ấy sắp có một buổi thư gióng quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn phải đối mặt với một cơ hội lớn trong sự nghiệp nhưng lại bị cản trở bởi một vấn đề sức khỏe nhỏ nhưng vô cùng đau đớn. Anh ấy đã thử đủ mọi cách, từ các biện pháp dân gian như súc miệng bằng nước muối đến việc sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da. Nhưng dường như không có gì hiệu quả. Mỗi lần thử một phương pháp mới, anh ấy lại hy vọng rằng đây sẽ là giải pháp cuối cùng, nhưng rồi lại thất vọng. Cuối cùng, anh ấy đã đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán là bị thiếu vitamin B12. Đây là một phát hiện quan trọng, vì thiếu vitamin B12 có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả loét miệng. Với một số thay đổi trong chế độ ăn uống và bổ sung vitamin, vết loét miệng của anh ấy đã khởi hạn trong vòng vài ngày. Anh ấy bắt đầu ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B12 hơn như thịt, cá và các sản phẩm từ sữa và cũng bổ sung thêm vitamin dưới dạng viên uống. Và anh ấy đã hoàn thành xuất sắc buổi thủ giống. Không chỉ vậy, anh ấy còn cảm thấy khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng. Câu chuyện của anh ấy là một minh chứng cho việc không bao giờ từ bỏ và luôn tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề sức khỏe của mình. Comment: Currently, the vow is 350 words long. Phần 8. Chăm sóc răng miệng, mèo phòng ngừa nhiệt miệng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa hoàn toàn nhiệt miệng, nhưng có một số điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ mắc bệnh. Duy trì vệ sinh răng miệng tốt là rất quan trọng. Đánh răng 2 lần một ngày và dùng chì nha khoa hàng ngày để loại bỏ các mảng thức ăn và vi khuẩn có thể gây kích ứng nụ và dẫn đến nhiệt miệng. Kiểm soát căng thẳng cũng rất quan trọng vì căng thẳng là một tác nhân gây nhiệt miệng đã được biết đến. Tham gia vào các hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc dành thời gian cho thiên nhiên để kiểm soát căng thẳng. Phần 9. Đừng để nhiệt miệng làm bạn nản lòng. Nhiệt miệng có thể gây đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng đừng để chúng làm bạn nản lòng. Với các biện pháp khắc phục phù hợp và một chút kiên nhẫn, bạn có thể vượt qua những vết loét khó chịu này và quay trở lại thưởng thức các món ăn và hoạt động yêu thích của mình. Hãy nhớ lắng nghe cơ thể của bạn và đi khám nếu cần thiết. Và quan trọng nhất, đừng ngần ngại thử các biện pháp khắc phục khác nhau và tìm ra phương pháp nào phù hợp nhất với bạn. Phần 10. Lời kết về nhiệt miệng. Các bạn thân mến, hãy nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Chăm sóc cơ thể bao gồm cả việc chú ý đến những khó chịu nhỏ nhặt, chẳng hạn như một vết loét miệng khó chịu. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục tự nhiên và biết khi nào cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn, chúng ta có thể vượt qua những trở ngại nhỏ này và sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Vì vậy, lần sau, nếu bạn gặp phải sự khó chịu của nhiệt miệng, hãy nhớ những lời khuyên này và tự chủ động chăm sóc sức khỏe của mình nhé.